Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 26 tháng 7 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Thưa quý vị, đảo Gami mang theo mưa to gió lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Trung Nam Bộ. Toàn huyện Vân Lâm có hơn 80.000 hộ dân bị mất điện, nhiều nơi bị ngập nước. Trong đó, khu vực Gia Nghĩa chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất, nhiều nơi nước ngập lên cả một tầng lầu. Lực lượng quân đội phải điều động cả thuyền cao su để phân phối nhu yếu phẩm. Lực lượng quân đội sử dụng thuyền cao su phân phát nhu yếu phẩm. Người dân buộc dây thả túi và xô chậu từ tầng 2 xuống để nhận lãnh nhu yếu phẩm. Bão Gami quét qua Đài Loan mang theo mưa lớn tàn phá khu vực Trung Nam Bộ. Khu dân cư Mệ Sơ ở xã Xuệ Sang, huyện Gia Nghĩa bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ tất bật hỗ trợ đưa người dân đi sơ tán. Nơi vốn là con đường này đã ngập thành sông, nước lũ kèm theo bùn đất tràn vào nhà dân. Tại khu vực thôn Nay Si, xã Xuệ Sang, huyện Gia Nghĩa, ngày hôm qua nước ngập cao đến tận lầu 1, đến trưa ngày 26 tháng 7 nước vẫn chưa rút. Còn tại tuyến đường sắt lâm nghiệp Alisan, do ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn, sườn núi bị sạt lở, đất đá vùi lấp đường ray, buộc phải tạm dừng hoạt động. Con đường dẫn lên núi Alisan cũng bị sạt lở, cục điện bị ngã đổ, gần 10.000 hộ dân bị mất điện mất nước. Công ty điện lực Đài Loan đang nỗ lực khắc phục sự cố. Tại một ngôi nhà ba gian ở Vân Lâm, mực nước cao lên đến hơn 100 cm, thậm chí khi bước vào gian trong, nước ngập cao đến tận giường ngủ khiến gia chủ cả đêm không dám chợp mắt. Khu vực lân cận cũng bị vỡ đê, mặc dù chính quyền đã ra lệnh sơ tán nhưng vẫn có người vẫn quyết định ở lại cố thủ. Đến sáng ngày 26 tháng 7 mưa đã ngớt, nhưng nước từ các con kênh lớn vẫn tiếp tục đổ vào làng. Còn tại thôn Chen San, nước vẫn chưa rút, một cô già đi lại bất tiện do bị đột quỵ phải ngồi chịu trận do trong nhà không còn chỗ nào khô ráo. Ngoài ra, từ chiều ngày 25 tháng 7, nước dâng cao tràn qua bờ đê ở thôn Si Trân, đến sáng ngày 26, mực nước vẫn cao hơn 130 cm. Bão Gami đổ bộ mang theo mưa lớn tàn phá huyện Vân Lâm, có thời điểm khiến hơn 80.000 hộ dân trên toàn huyện bị mất điện. Không chỉ khu vực Trung Bộ mà ngay cả vùng Nam Bộ cũng chịu thiệt hại nặng nề từ bão Gami. Các khu vực như Diễn Xuy, Xiên Diễn, tối hôm qua do nước dâng cao tràn bờ đê, nên đến sáng sớm hôm nay, nhiều khu vực vẫn còn chìm trong biển nước. Người dân điều khiển xe gắn máy lội qua các khu vực ngập nước làm nước bắn tung tóe. Bão Gami mang theo lượng mưa lớn khiến nước dâng cao tràn qua bờ đê ở khu vực Hâu Trân, làm nhiều khu vực ở Diễn Xuy bao gồm khu phố ẩm thực Diễn Xuy và miếu Duy Càng gần như bị chìm trong biển nước vào tối ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, ở khu vực Diễn Xuy, nơi ngập cao nhất không phải là đường Trung Trân, mà là đoạn nằm gần miếu Duy Càng. Nhiều xe cộ bị ngâm trong nước, mực nước cao đến thắt lưng. Còn tại khu vực Hâu Trân ở Xiên Diễn cũng bị nước bủa vây từ tối ngày 25 tháng 7. Nhiều khu vực như phường Sào Vây, Trang Chuyên do nước sông dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt. Sáng ngày 16, mặc dù mưa đã dần ngớt, nhưng nhiều đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ 17 của huyện Bình Đông, nước vẫn chưa rút. Đường liên thôn ở Trân An nước ngập với diện tích khoảng hơn 400 mét. Chỗ sâu nhất nước cao quá nửa bánh xe, nhiều người dân phải lội nước để đi qua. Thảm họa do bão gây ra lần này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Tại huyện Bình Đông, nhiều vườn trồng chuối, khoai môn và dứa cũng bị thiệt hại nặng nề do bão. Sáng ngày 26 tháng 7, Sở Khí tượng đã dỡ bỏ cảnh báo bão ở đất liền và trên biển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng gió Tây Nam, khu vực Trung Nam Bộ vẫn phải đề phòng mưa lớn. Cũng do ảnh hưởng bão, sáng hôm nay, sân bay Kim Môn chật kín hành khách bị mắc kẹt tại đây. Một lượng lớn hành khách đang chờ đợi ở sân bay để có được tấm vé bổ sung. Do ảnh hưởng của bão, toàn bộ lịch trình của các chuyến bay đều bị rối loạn. Có hành khách phải ở lại sân bay đến 2 ngày. Theo thống kê của Cục Hàng không Dân dụng, trong ngày 25 tháng 7, có 25 chuyến bay quốc nội bị hủy chuyến, 9 chuyến bay bị hoãn. Bão Gami đã di chuyển ra khỏi Đài Loan, Sở Khí tượng cũng dỡ bỏ cảnh báo bão ở đất liền và trên biển. Tuy nhiên, khu vực Kim Môn và Mã Tổ đôi lúc vẫn còn các trận mưa rào. Ngoài ra, khu vực Trung Nam Bộ vẫn sẽ có mưa. Sở Khí tượng vẫn phát cảnh báo đặc biệt về mưa lớn đối với khu vực Trung Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Dự báo thứ hai và thứ ba tuần sau, trên biển lại có thêm một áp nhiệt đới khác phát triển và rất gần Đài Loan. Bão Gami mang theo mưa lớn trút xuống Cao Hùng. Hôm qua, nhiều nơi trong thành phố bị chìm trong biển nước. Có khu vực nước ngập sâu hơn 1 mét. Nhiều xe cộ bị ngâm hoàn toàn trong biển nước. Bãi đậu xe dưới tầng hầm của các khu chung cư cũng không ngoại lệ. Từ sáng sớm hôm nay, người dân đã tất bật dọn dẹp nhà cửa. Đến gần trưa, vẫn còn hơn 4.800 hộ dân bị mất điện.
Cảnh sát cứu hộ cổng cụ già đi sơ tán. Ngày 25 tháng 7, sau khi nhận được tin báo có hai người lớn tuổi bị mắc kẹt trong một ngôi nhà ở đường Dùng Tờ khu Cù San, lực lượng cứu hộ đã mau chóng đến hiện trường để giải cứu. Bão Gami mang theo lượng mưa lớn trút xuống thành phố Cao Hùng, khiến khu dân cư quanh bảo tàng mỹ thuật bị ngập nước nghiêm trọng, xe máy bị gió quật ngã và bị ngâm trong nước. Hải Quân Lu San đội 弟兄他们也是及时来帮我们做沙包的这个处理，还有清淤跟排水的部分。 Mưa lớn tràn vào tầng hầm của một tòa chung cư ở Chùa Diễn gây ra ngập lụt nghiêm trọng. Lo sợ xe bị ngập nước, cư dân đã mau chóng dọn dẹp nước đồng. Tình hình ở khu xa miệng cũng không khả quan hơn, nước ngập cao đến lồng ngực, nhiều xe cộ chỉ còn nhìn thấy phần nóc xe. Khu vực đồi núi ở Cao Hùng cũng ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục gây nhiều thiệt hại. Trưa ngày 25 tháng 7, một ngôi nhà dân ở Chị Sam bị lũ quét tràn vào, hai vợ chồng chủ nhà bị chôn vùi. Tuy lực lượng cứu hộ mau chóng có mặt để giải cứu, nhưng người chồng đã tử vong khi được đưa ra ngoài. Máy bơm nước hoạt động liên tục nhưng mực nước hầu như vẫn không giảm. Sáng ngày 26 tháng 7, bên ngoài tòa nhà ở khu vực San Miện Cao Hùng chất đầy những đồ vật bị ngâm trong nước. Vào tối ngày hôm qua, do ảnh hưởng của bão Gami khiến khu vực này bị ngập nặng, mực nước cao nhất lên đến lồng ngực. Sau khi nước rút, người dân đã tiến hành lau rửa xe cộ, còn các chủ cửa hàng cũng đang khẩn trương thu dọn lại đồ đạc. Bão Gami không chỉ gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi mà còn làm hư hỏng nhiều thiết bị điện lực. Tính đến trưa ngày 26 tháng 7, vẫn còn 4.865 hộ dân ở Cao Hùng bị mất điện và đang chờ công ty điện lực đến sửa chữa khắc phục. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hôm 19 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Hôm qua, ngày 25 tháng 7, Việt Nam tổ chức lễ quốc tang liên tiếp trong 2 ngày. Lễ viếng được tổ chức trong ngày 25 tại Hà Nội. Lễ an táng diễn ra vào ngày 26 tại nghĩa trang Mai Dịch. Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc đều cử phái đại diện tham dự lễ viếng. Bác Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư từ năm 2011. Trong 13 năm nắm quyền, bác luôn áp dụng phương thức ngoại giao linh hoạt để tìm thế cân bằng giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của bác, kinh tế Việt Nam phát triển vượt trội. Trong 10 năm qua, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng vọt lên 6%, ngay cả trong thời kỳ bùng phát dịch bệnh, vẫn không bị sụt giảm. Một trong những di sản nổi bật nhất của bác là chiến dịch đốt lò, thanh trừ tham ô, khiến gần 200.000 quan chức bị khởi tố hoặc bị kỷ luật, nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt trong ngày hôm nay.